Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo vừa ban hành quyết định công nhận học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2023-2024. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh diễn ra giữa tháng 4 năm 2024 với 745 thí sinh dự thi. Sau kỳ thi có 434 học sinh đạt giải, chiếm 58% tổng số thí sinh dự thi. Một số trường đạt thành tích cao trong kỳ thi này là Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Vũng Tàu, Trung học cơ sở Lê Quang Cường, thành phố Bà Rịa.